chào cô ạ. Thank you.
đình mình đấy, không làm thế mà không làm thế sao làm thế, đúng không? Dạ em. Lúc mà nó đăng có là biết trước rồi, nhưng mà em không biết cái địa chỉ ở đâu, em không có tới qua được. Đó thôi, chứ sao mà biết cái địa chỉ gì đó nhiều quá. Có phải là bể rồi kia không? Để cho bể rồi. Thì nhân ghè có đội ngũ sư, chỉ con to mà con gần 1 triệu người đăng ký nên là có đội ngũ gần triệu. Dạ đúng rồi, 1 triệu là nút vàng. Dạ không, chỉ có nút bạc, 100.000 subscribe thì nút bạc. Dạ sắp có rồi sư, hình như là 600 mấy rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Mà nó mở cửa hàng đó là mình thấy là không ăn được. Cái chằm khó lắm mà sao rồi. Không phải ai chơi cũng được không? Đầu tiên là phải có tiền, thứ hai là phải hiểu về chằm mới chơi được. Kết với cái shop này bán nhang, bán nhang được cho bán tầm thường đấy không ạ? Mấy kênh YouTube lớn là nó chuyển qua thương mại hết, chứ từ đâu đi quay nữa, nó có fan hết rồi. Quay thương mại nó ngồi nhà nó liên kết shop này shop kia, điều này điều kia để nó ăn tiền thôi. Công nhận con gà nó gan liền, nó quay me rồi tái lẽ mình xuất hiện nhà me vậy luôn. Nó lì thì không biết sợ cái gì. Tụi nó đi tới 6 giờ à, không đi nhiều đâu. Có mùa không? Dạ. Nhưng mà mình không chọc người ta, chắc người ta cũng đâu chọc tới mình.
nước này cũng từ chỗ đó xuống nó như đâu mà qua dòng lọc nó đây là ý như là nó chảy đó là đó xuống đó đâu thôi nha. Nè đây cái dòng lọc này con bé nước này ngoài đây lên còn có đường đi lên nữa này dù đó lên cái kho mấy tàu em đầy đủ luôn. Mấy tốt điện qua. Anh này ta lúc này chắc ta nấu cũng nhiều lắm á. Xong rồi bừng trong mặt. Ở đây là bé uống vườn. À nấu để cho các vị. Đây là cúng là. Ở lại cúng gì ăn. À vậy cũng đẹp rồi. Chỗ này là lý tưởng rồi chưa? Chỗ này chỗ để ta nghỉ ngơi mà. Chỗ này là không phải ăn không. Là vô đây đi, ăn uống trong này đang mát lắm. Chỗ này máy ngọt tuyệt vời. Trong này là không phải ngoài nhau ha. Dạ. Hả lo luôn. Hồi đây là quá đẹp luôn. Nhưng mà ở ngoài đó tấm 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 mấy hai nốt. Để đi nhỏ nhỏ mày thôi nha. Không cần gì nhiều. Cái hương kiểu này cũng hay nè. Đang làm cái gì nè? Ở đây tao mới đầm đạo nè. Đây tao ngồi tao mới đầm đạo nè. Có xuống chưa? À, xuống nhưng mà em đủ thấm đất rồi nè. Xuống dưới này không? Xuống qua đây rồi. Đi muốn ở lại không muốn về hả? nhiều cái nơi tiền quá này. Còn nhiều cung nữa kìa. Còn tới 1, 2, 3, 4, 4 cung. Thì Phật Nhã. Như vậy một cung một thầy. Cung thầy năm bề. Tại sao con bé bông đẹp quá mà không chịu tắm mà trồng cái cây đó là bông cái bông sâm à bỏ đó qua đây lấy sâm mà bông trồng cả một cõi bông mà mua lên đấy bông kia là bông kia nó sống luôn nữa nữa tầm đúng không tầm bông kia nó sống luôn nó sống luôn cắm mẹ mấy này quá nhà thôi đi ra với các vị. Rồi chào anh nha. Còn lâu rồi. Đó cái kia. Nó mỏi giò. Đó ở dưới xin vô nào. Ừ. Thank you.
nhanh vô rồi cái là bốn cái bước rồi đi đứng xuống vậy. Dạ để con mới về đây sao con này đi. Tự nhiên. Không biết làm nhiều cái gì chú. Mình cứ nhai biết chứ. Cái cam thảo ăn vào nó ngọt ngọt ngọt. Nhai biết hả? Đỡ. Đây giống cây em một đây. Thằng dược này. Nhai có nuốt được không chú? Được. Trung tâm nhà có này. Nhai đã rồi. Dạ nó có con bỏ lại. Đấy em. Đi chơi đi ngon 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 kẹp héo ai vừa đó hả? Cầm dưới âm bè nhập á. Đi tới trước đi. Cẩn thận như chú nó phải mất ngón chân cái rồi. Không mày giết sợ ngón được. Đồ xịn ba. Phải đồ lô đâu. Thank you.
thì xuống thử sáng lên mà xỉu. Vô trong miếu nằm luôn cho xỉu gì. Kỷ niệm hả? Thank you.
không biết. Tiền đĩa ra tiền, thầy Khánh nói hay, ngồi đĩa ra tiền, ngồi được cái tiền sao đĩa ra tiền. Ủa sao hối ra nhiều chứ hả? Sượng thấy ối hồi sáng ối 8 lần thấy vậy. Hèn chi nay đi với sư có vẻ thân dữ không? Đây là sáng ông ối, giờ chiều ăn ông khóc. Ý từ thiện con có bản làng sư nhưng mà tới tôi thì không hòa được. Chị gieo sư ơi. Dạ, đó. Ý là từ thiện bản làng nhưng mà tới tôi rồi.
Đi được mấy cái to chắc chắn à. Cái này mình đi cái không thì nó cũng có lâu. Đó là gai thôi. Cái này đường này thì không có gai. Đi chân đi đường thì cũng rất là. Cái này là quá không lòng. Chân đi cái là đông thì mình dễ đoán không. Cái này thì không dễ đoán. Đi xuống khó khăn quá thôi. Hà đang sư cô một bạch vàng một bạch té. Đi bạch té đó là vừa chỉ thấy cái đồ tốt á. Thank you.
cái lần. Dạ. Nó mới về cái lần. Dạ. Chắc là em cũng thích về không anh này. Nãy nãy là cũng thấy. Còn bữa kinh clip là chị Liên thấy mẹ cũng quay thì chị không để ý cho đấy là chị không bao giờ quay. Từng cái lên khi lên nghe chị Liên nói mình mở ra một con mình thấy không? Em không biết luôn. Mấy người không biết, mấy người coi không biết là mấy người như thế nào. Kẻ này thấy gì trên không nhé? Mình lên không chắc kẹt chắc. Sớt cái cách dây dần chỉ mất khoảng 2-3 phút thôi này. Thank you.
sao cả. Chỗ ngồi một chỗ.